Gần hơn thì nhiều. Anh điều mà anh nhớ nhất thì anh Tài lần đầu tiên về Việt Nam là người đầu tiên là anh với anh Tài là sát cánh với nhau. Anh Tài cũng lúc đầu về cũng chân ướt chân ráo, nó thật là vậy. Thì về là quay phim cũng chung của cái hãng phim bên Mỹ. Thì về tên phim cái phim về thăm quê hương hay gì đó. Anh là như tưởng tượng một mường tượng vậy thôi chứ nhiều phim. Là cái công ty cái phim ảnh nó video đó trước là video của mình, một người anh em là video ở nước ngoài cùng với mình dùng ở chỗ anh là người Thái. Nếu mà đúng ngành nhưng mà thường thường là gì trong giới nhạc họ thân với người ta nhạc nhưng bây giờ này tài này và chính vì cái đức tính đó mà ai cũng được ý nghĩ là người làm nghệ thuật là anh đã cũng như trải lòng và rất là thoải mái. Bây giờ anh nhớ cái sắp giải đâu không được cả hôm qua giờ anh chị báo như thế nó cũng nằm đó chưa mà. Yeah.
Lùi xuống đi anh chị ơi. Ấm đứng ra mà.
áo áo vàng là nghệ sĩ gần đến rồi. Ông đến là trưởng ban mà. Ông trưởng ban mà.
45. Lui ra gì phía sau, lui ra gì.